quỳ lễ báo ơn của mẹ hôm nay đây. Các con xin được đàn tràng báo hiếu cho mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi, kinh Phật đã viết rằng các con đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Trên nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mấy trời lồng lộng đâu có phủ kín được công cha. Bởi lễ báo ân của mẹ hôm nay anh em con cháu gần xa về đấy tề tiểu. Trên đầu vành tang trăng đi được long nhan thank you.
mà để có mười ngày, chín tháng mười ngày mẹ mới sinh. Bốn năm mẹ đến tính mà tháng sinh chỗ ớt mà để có mẹ nằm để dành mà chỗ tháo để nhường con. Yeah.